Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Chuyển động ngày mới hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng hai phương án dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Cả hai phương án đều có thời gian thi sớm hơn kỳ thi năm 2023. Cụ thể, phương án 1, thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 6. Phương án 2 diễn ra sau đó một tuần vào ngày 26 và 27 tháng 6. Trong thời gian này, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành giáo viên sức khỏe. Tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở hầu hết các điểm trường của huyện Trần Văn Thời. Điều này đã khiến các nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy, đặc biệt là ở cấp học mầm non. Tại trường mầm non Khánh Bình Tây, năm học này, nhà trường thiếu 2 giáo viên và 2 nhân viên do bất cập trong tuyển dụng. Cái nhân viên cấp dưỡng là nhà trường ký hợp đồng theo thời vụ là 1 năm chỉ có 9 tháng theo tháng học sinh học. Còn sau 9 tháng hết kết thúc năm học thì những nhân viên này là bị thất nghiệp và người ta sẽ đi tìm việc làm khác. Tới lúc mình cần ký hợp đồng lại thì rất là khó, bởi vì người ta đã kiếm được việc mới rồi, người ta sẽ không quay lại. Còn tại trường tiểu học 2 Khánh Bình Tây, hiện đang thiếu biên chế dạy môn tiếng Anh, làm công tác thư viện và y tế. Trước mắt, nhà trường đã tổ chức thỉnh giảng giáo viên tiếng Anh chờ tuyển biên chế. Đối với biên chế thư viện và y tế thì hiện nay tập thể giáo viên nhà trường phải kiêm nhiệm. Việc giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều việc, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Thiếu nhân viên thư viện và thiết bị thì giáo viên phải kiêm nhiệm thêm tiết để làm công tác thư viện và thiết bị mà y tế học đường. Ngoài ra thiếu giáo viên thì nhà trường phải đi thỉnh giảng. Thỉnh giảng thì giáo viên thỉnh giảng thì người ta dạy rất là nhiều trường cho nên gặp nhiều khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Tiết nó dồn rồi học nhiều buổi, cho nên là học sinh nó gặp nhiều khó khăn về ngoại ngữ. Năm học 2023-2024, huyện Trần Văn Thời thiếu 138 biên chế so với biên chế được giao. So với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thiếu 22 biên chế, tập trung nhiều nhất ở cấp mầm non và tiểu học. Ngoài thiếu biên chế, ngành giáo dục huyện Trần Văn Thời cũng đang gặp khó trong việc triển khai thực hiện thông tư 19 và 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Để thực hiện cái thông tư 19 và 20, thì đối với Trần Thời là có gặp khó khăn là trong cái về cái cơ sở vật chất để cái định hướng tới thực hiện cái chương trình năm 2018. Bởi vì theo cái mà tiêu chuẩn quy định thì kích thước phòng học đến hiện tại bây giờ là nó một số là chưa có đảm bảo theo cái là thông là cái tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì nếu thực hiện cái vùng 3 là về cái là theo thông tư 20 là số lượng học sinh là bình quân là 45 thì cơ sở vật chất là nó chưa đảm bảo. Trước những khó khăn trên, huyện Trần Văn Thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép địa phương tuyển dụng sinh viên giáo viên đã có bằng cao đẳng sư phạm hoặc bằng cao đẳng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để dạy các môn tiếng Anh, tin học nhằm góp phần thực hiện tốt lộ trình đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 12 năm 2023, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau mới chỉ có một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện việc này. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 234 công ty doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực xăng dầu với 359 cửa hàng điểm bán lẻ xăng dầu, hơn 1.170 trụ bơm. Đến nay mới chỉ có công ty xăng dầu Cà Mau đã thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, nhưng cũng chỉ mới thực hiện được tại 62 trên 359 cửa hàng, đạt hơn 17%. 232 trên 1.176 trụ bơm, đạt hơn 19,7%. Còn 233 công ty doanh nghiệp với 297 cửa hàng, 944 trụ bơm chưa thực hiện được việc lập hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định, chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu lấy hóa đơn. Theo các công ty doanh nghiệp, nếu thực hiện đúng quy định này cần nhiều điều kiện về chuẩn bị máy móc thiết bị mà chi phí không phải công ty doanh nghiệp nào cũng đảm bảo được.
Thưa quý vị, Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 7 tới, ngay từ trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Trong khi cả nước có một kỳ nghỉ trọn vẹn, thì các đội tuyển thể thao quốc gia lại căng mình thi đấu và tập luyện nhằm đạt được mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic. Hiện Việt Nam mới có 5 suất chính thức, trong khi đó, thời gian từ nay đến tháng 7 cũng không còn nhiều. Sau 18 tháng bị án phạt vì doping, từ đầu năm nay, chân chạy Quách Thị Lan đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia. Dự kiến Quách Thị Lan sẽ cùng đồng đội tham dự giải điền kinh vô địch châu Á năm 2024 tại Thái Lan vào tháng 6. Đây sẽ là cơ hội cuối để điền kinh Việt Nam tranh suất tới Paris. Khi mà được gọi lên đội tuyển thì em cảm thấy rất là vui ạ. Vì mình được quay trở lại và được thi đấu. Và bọn em với đồng đội cũng đang phải sắp tới thì cũng đang cố gắng thi đấu cũng như là tập luyện để mang cái thành tích tốt ạ. Trong số các đội tuyển bắn súng với lực lượng đông nhất nên cũng được kỳ vọng sẽ giành thêm suất đến Paris mùa hè năm nay. Niềm hy vọng số 1 là nhà vô địch ASEAN 19 Phạm Quang Quy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Bọn em cũng có tập trung hơn vào những cái bài tập đặc biệt cho Olympic, ví dụ như là chung kết cũng như là về mặt thể lực ấy, bởi vì trước khi đến Olympic thì bọn em phải đi tập huấn nhiều thì cũng cần phải có một cái sức khỏe tốt. Ngoài tìm kiếm các suất mới tham dự, bắn súng Việt Nam chắc chắn đã có 2 suất được dự Olympic Paris của xạ thủ súng trường Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh. Hiện tại các vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với cường độ cao. Theo huấn luyện viên trưởng Park Chung Gun, các bài tập của tuyển bắn súng Việt Nam được tập luyện nâng cao về chuyên môn và tâm lý. Đi tập thêm buổi tối và sắp tới tụi em cũng cùng đội đi tập huấn Hàn Quốc để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Là một trong 2 vận động viên của bắn súng Việt Nam vé tham dự Thế vận hội thì em cũng rất là vui và vinh dự vì điều đó. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất thôi. Ngoài điền kinh bắn súng, các đội tuyển khác cũng đang miệt mài tập luyện để phấn đấu có thêm suất chính dự Olympic Paris 2024. Mới đây, Cục Thể dục Thể thao đã ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đặc biệt gấp đôi mức bình thường dành cho các vận động viên Olympic. Việc mới chỉ có 5 suất tham dự là con số chưa đạt kỳ vọng và ngành thể thao sẽ tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các vận động viên một cách tốt nhất trong giai đoạn này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.